Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ mà. Ở video này thì Khải mua cái nhẫn may mắn 3 nè. Định mua cái 4 anh em mà chưa có là hơi mua 3 đi. Sau này không xài nữa, có thể vứt cho Thiếu Lâm nó cầm cũng được nè. Vứt cho Thiếu Lâm nó cầm chân 7 cũng được nè. Mua 3 kim 5, chung ông này ra kìa 5 kim. Nhưng mà thôi 3 kim 5 xúc cũng được nè. Dùng 2 rồi. Mình mua cái ba này nữa thì sẽ bán được 16 rồi nè. 16 rồi. Kiếm cái nhẫn 5 nữa 21 rồi nè. Kiếm nhẫn 5 nữa 21 rồi đó. Đó, còn mấy cái này nếu mà có dư sau này cho Thiếu Lâm mang cũng được nè. Có vài kim thôi cũng được. Tầm này cũng ok nè. Đó ok. Thì cho Thiên mang vào cho anh em xem. Đâu rồi, đây. Kiếm cái nhẫn 5 nữa là đẹp nè. 5 nữa là may mắn 21 là vừa đẹp. Xem may mắn 21 là đẹp. Rồi. Đó. Rồi 3. Chung thì giờ may mắn nó cũng khá rẻ rồi nè. Chung là cứ vừa tối tiền thì mình sắm thôi nè. Chứ tầm này hồi đầu server thì không dám sắm. Đầu server mắc lắm. Không đủ tiền sắm đâu nè. Đầu server nó thiệt mắc vãi chướng luôn. Không có tiền mà sắm đâu nè. Rồi. Anh em xem này. Bọc vào Thiên cho anh em xem này. Thiếu cái nhẫn nữa là đúng. Xếp mày bắn 21 là đẹp nha nè. 21 là tuyệt vời rồi. Đây. Đấy, nhẫn mới mang này. Đó, bắn 3 này. Chưa. Bắn 7 này. Chưa. Rồi, mày bắn 6. Đó. Tại đang 16 rồi nè. Đang 16 rồi. Kiếm cái nhẫn 5 nữa là 21 là đẹp rồi nè. Xếp 21 là vừa tầm rồi nè. Giờ không có tiền thì sắm xếp tầm tầm sơ sơ rồi. Bèm vài cái lệnh bài bot cho anh em xem cho vui. Nói chung là mình làm xếp mình bắn phải trên 20, 21 thì nó mới đẹp được. Trên cái móc 20 thì nó mới chắc nè. Thường đúng móc như Khải biết thì đúng 21 mới gọi là đúng móc. Ví dụ như là này 13 hay 16 lên 21 rồi đẹp. Đó, 21 là trùng với móc. Móc đó là móc đẹp rồi nè. Rồi nói chung thì ở video này thì Khải muốn khoe anh em thì Khải vừa mua cái nhẫn may mắn 3 nữa thôi nè. Đó. Rồi nói chung thì xem thì đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ nha. Và sắp tới thì nếu có cơ hội thì Khải sắm đủ xếp may mắn thì Khải sẽ bắt đầu nghiên cứu vài cái lệnh bài boss khoảng tầm 10, 15, 20 cái lệnh bài boss gì đó. Tối không biết làm gì xong hoạt động thì bêm lệnh bài boss mười mấy 20 con cho anh em xem cho đỡ ghiền anh em. Đó. Rồi nói chung thì anh em đừng quên ủng hộ video này một like một chia sẻ để biết đến chuẩn bị sắp tới Khải sẽ đánh lệnh bài boss nha mọi người ơi. Ok, bye bye anh em.